chị mua ở bên sườn phải của cổ phiếu này. Đây, ví dụ như các anh chị mua ở những cái đoạn này. Đây, vào đây các anh chị mua này. Đấy. Bên đây là sườn phải nhá. Thì nó rũ xuống đây thì các anh chị cũng cũng bán hết. Nó kéo lên đây. Các anh chị mua ở đỉnh này thì là bao giờ các anh chị mới về được bờ. Các anh chị cố cầm nhá. Ví dụ nó kéo lên đây, các anh chị cố cầm. Nó lại rũ cho anh chị một nhịp nữa. Rũ cho một nhịp nữa thì liệu anh chị có bán không? Sau khi anh chị bán đi thì nó lại kéo tăng lên gần đến đỉnh. Đấy. Gần đến đỉnh. Những cái phiên tăng này toàn là tăng trần đấy nhỉ. Phiên tăng trần này thì các anh chị lại FOMO vào để mua. Lên đến đây lại một lượng lớn nhà đầu tư FOMO để mua này. Thì nó lại rơi một phát nữa. Đấy. Vì vậy khi cổ phiếu mà nó đánh nó cũng đang giống cái kiểu của cổ phiếu Dexel bây giờ. Em cũng đang nhìn thấy một cái dấu hiệu nó giống như thế. Còn không biết cái cổ phiếu Dex và Sell sau này nó có như vậy không. Nhưng mà trong cái những cái dữ liệu lịch sử như cái cổ phiếu đất xanh này chúng ta đang xem này, thì nó đã xảy ra như thế rồi. Đấy, và khi anh chị FOMO mua ở trên này nó rũ xuống một nhịp. Đây em đo nhé. Xuống một nhịp 40% thì bao giờ nó mới cho anh chị về bờ. Để em xem nhé. Đây, anh chị xem này. Khoảng thời gian bao lâu, bao lâu thì nó mới cho chúng ta về bờ? Mấy năm? Từ 11 tháng 7, 12 tháng 7 năm 2018 đến đây là mức giá bao nhiêu? Mức giá mua tại đỉnh đây là 23. Đấy. 11 tháng 7 năm 2018 để lên được cái mức giá 23 thì có phiên ngày mùng 3 tháng 6 năm 2021. Này. Đấy, anh chị có thể thấy không? Nếu cố chấp mua ở những cái thời điểm này ấy, phải đến từ năm 18, 3 năm sau mới có thể hòa giá vốn nhá. Đấy.